Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Thanh Tâm và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều phát hành live trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Facebook và YouTube. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 29 tại tháng 7 năm 2022, và cũng như thường lệ thì bản tin tổng hợp chiều bao gồm bản tin Việt Nam, tin quốc tế và tin Hoa Kỳ. Sau đây Thanh Tâm và Lê Thái xin điểm qua một vài thông tin nổi bật ở phần tin Việt Nam, xin mời quý vị cùng theo dõi. Cấp xác nhận nơi sinh cho người Việt mang hộ chiếu mẫu mới tại Đức. Người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai kháng cáo, không chấp nhận lời buộc tội. Ba nhân viên CDC Nam Định cắt xén sinh phẩm bán lại cho Việt Á. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng Thanh Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Cấp xác nhận nơi sinh cho người Việt mang hộ chiếu mẫu mới tại Đức. Liên quan đến việc Đức không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, nay thì Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã thông báo trên website cho biết sẽ cấp miễn phí xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm hộ chiếu, nhằm tạo điều kiện cho công dân được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với giới chức sở tại. Tuy nhiên, thông báo cũng nêu rõ, người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh cũng như là giấy khai sinh hoặc là hộ chiếu trước đây. Thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Đức ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 đã cho biết, những người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam màu xanh tím than theo mẫu mới có số series bắt đầu bằng chữ P sẽ không thể nộp hồ sơ xin thị thực loại C hoặc là D để nhập cảnh vào Đức do thiếu thông tin về nơi sinh, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra và xác minh. Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1 tháng 7 được cho là có thiết kế tỉ mỉ. Trên mỗi trang là hình ảnh phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như là Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bến Nhà Rồng, Cột Cờ Lũng Cú. Người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai kháng cáo không chấp nhận lời buộc tội. Kính thưa quý vị, hôm ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai, đã nộp đơn kháng cáo bản án mà Tòa án huyện Đức Hòa, Long An đã phạt ông 5 năm tù với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Trong đơn kháng cáo, ông Vân cho rằng mình già nua không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng và kể cả lúc khách tới thăm. Bản thân không biết bấm điện thoại hoặc sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tụ tập, nên không có hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức hay cá nhân. Ông Vân cũng cho biết, ông không mạo danh Đức Phật và không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Bản thân ông là một số người ở tỉnh thất Bồng Lai là nạn nhân bị làm nhục và vu khống trong thời gian dài. Ông Vân đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án. Liên quan đến vụ án, truyền thông trong nước cũng đưa tin, hôm ngày 28 tháng 7, bà Lê Thu Vân, 65 tuổi, bị truy nã trước đó về cùng tội danh, đã ra đầu thú và được tại ngoại do sức khỏe yếu. Công an tỉnh Long An cũng vừa tạm đình chỉ điều tra dấu hiệu của tội bạo loạn luân, lừa đảo của nhóm bị cáo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện do hết thời hạn. Và đã có 3 nhân viên CDC Nam Định cắt xén sinh phẩm bán lại cho công ty Việt Á. Vào hôm 29 tháng 7, Công an tỉnh Nam Định đã cho biết,
quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 nhân viên tại khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nam Định về tội tham ô tài sản. Những người bị khởi tố bao gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, 35 tuổi, kỹ thuật viên xét nghiệm, Lâm Thị Hà, 33 tuổi, là nhân viên khoa xét nghiệm và Vũ Thị Yến, 47 tuổi, là nhân viên khoa xét nghiệm. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 3 người trên đã cắt xén sinh phẩm của CDC Nam Định để bán lại cho công ty Việt Á nhằm mục đích lấy tiền chia cho nhau. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 1 tỷ đồng, có nghĩa là hơn 43.000 Mỹ Kim. Liên quan đến vụ án này, hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra Nam Định đã khởi tố tổng cộng 8 bị can có liên quan và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Và cũng trong phần tin Việt Nam, kính thưa quý vị, tập đoàn Mỹ AES dự tính làm trang trại điện gió trị giá 13 tỷ Mỹ Kim tại Việt Nam. Tập đoàn năng lượng AES có trụ sở tại Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển một trang trại điện gió lớn ngoài khơi của Việt Nam và có khả năng giúp tăng gấp đôi công suất điện gió của quốc gia Đông Nam Á này. Theo Reuters, trang trại điện gió ước tính trị giá là 13 tỷ Mỹ Kim với tổng công suất là 4.000 MW sẽ được xây dựng ngoài khơi của tỉnh Bình Thuận, miền Trung của Việt Nam. Trên trang tin chính thức, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, tập đoàn AES đã đề xuất ý định thư với Phái đoàn Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 27-28 tháng 7 tại thủ đô Washington ở Hoa Kỳ về mong muốn triển khai dự án điện gió với mong muốn đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam để đạt được mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26 với công suất điện gió hiện nay vào khoảng 4.000 MW. Việt Nam đặt mục tiêu tăng công suất lên tới 11.700 MW vào năm 2030 và 66.000 MW vào năm 2045 tại cuộc đối thoại. Và các phái đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã thảo luận chi tiết về tương lai của những công nghệ năng lượng sạch khác như hydrogen, thưa quý vị, pin lưu trữ và điện hạt nhân. Và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam, bị phạt vì cởi áo ngực chơi múc nước trên biển để được thưởng lớn. Liên quan đến vụ việc tổ chức trò chơi phản cảm trên bãi biển Cửa Lò ở Nghệ An, có thông tin cho rằng đội thắng cuộc sẽ được trao giải thưởng lớn. Do đó, nhiều phụ nữ đã bất chấp cởi áo để ghi điểm. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 7, một công ty ở Phú Thọ có tấm biển quảng cáo là Phong Thủy Family Như Nguyện, nơi dừng chân có sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc, đã tổ chức cho nhân viên của mình tham gia các trò chơi trên biển Cửa Lò, Nghệ An. Trong số trò chơi này, có trò tiếp nước biển bằng cách dùng áo khoác, khăn, nón để múc nước biển. Tuy nhiên thì một số phụ nữ đã chịu chơi, cởi luôn áo ngực ra để múc nước biển. Nhất là khi có tiếng cổ vũ từ người dẫn chương trình thông báo ai cởi áo ngực thì được thưởng thêm tiền. Một clip quay cởi áo này đã được đưa lên mạng xã hội, gây bất bình trong dư luận. Chính quyền thị xã Cửa Lò đã yêu cầu người tổ chức công ty này công khai xin lỗi trước sự việc phản cảm nơi đông người. Riêng người tổ chức trò chơi trên thì bị xử phạt hành chính là 400.000 đồng, chưa đến 20 Mỹ Kim, thưa quý vị. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Lê Thái và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin thế giới. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp chiều cùng Thanh Tâm và Lê Thái. Và bây giờ chúng tôi xin vào phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Joe Biden và Tập Cận Bình điện đàm về nhiều vấn đề. Hoa Kỳ và Nhật Bản tổ chức các cuộc đàm phán kinh tế.
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vụ tấn công gây chết nhiều người. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng sự ngôn viên Thạch Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Hôm qua, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là cuộc trao đổi lần thứ 5, được đánh giá là thẳng thắn, khi hai lãnh đạo đã đề cập đến nhiều chủ đề gây bất đồng giữa hai nước, đặc biệt là chuyến công du Đài Loan sắp tới của bà Chủ tịch Nancy Pelosi. Tòa Bạch Ốc công bố bản ghi nhớ cho rằng, Tổng thống Joe Biden nhắc với đồng nhiệm Trung Quốc rằng, Hoa Kỳ cực lực phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng hay là đe dọa hòa bình tại eo biển Đài Loan. Hồi tháng 5 năm nay, Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố Mỹ sẵn sàng bảo vệ hòn đảo bằng quân sự. Tuy nhiên thì ông Tập đã đáp lại rằng, những ai đùa với lửa rồi có ngày sẽ bị phỏng. Một điểm bất đồng khác cũng được đề cập đến trong suốt 2 giờ thảo luận giữa ông Joe Biden và Tập Cận Bình. Mức thuế hải quan 25% từng do cựu Tổng thống Donald Trump áp lên hàng nhập cảng của Trung Quốc. Hoa Kỳ dự trù sẽ dỡ bỏ biện pháp này nhằm kềm hãm lạm phát. Nhưng trong hồ sơ, chưa có một tiến bộ nào được ghi nhận trong suốt cuộc gọi. Tuy có bất đồng, nhưng theo Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Joe Biden và phía ông Tập đã đồng ý để các trợ lý tìm một thời điểm thích hợp để hai ông trực tiếp gặp nhau, dù chưa thông báo một lịch trình cụ thể nào. Trong những ngày gần đây, Trung Quốc mạnh mẽ phản đối ý định thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, xem hành động này là khiêu khích. Tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng của quân đội Mỹ, đã tuyên bố với báo chí rằng nếu bà Pelosi có yêu cầu hỗ trợ quân sự, ông sẽ làm những gì cần thiết để bảo đảm tiến hành an toàn chuyến thăm Đài Loan của bà. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ và Nhật Bản tổ chức các cuộc đàm phán kinh tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ bà Gina Raimondo và là đồng chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng khai mạc của Ủy ban Tham vấn Chính sách Kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản, viết tắt là EPCC hay Kinh tế 2+2, với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Koichi Gazuda vào sáng ngày hôm nay tại Washington DC. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói, đầu năm nay khi Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Kishida tuyên bố thành lập EPCC một cách thích hợp mang tính lịch sử, và đây là sự phản kháng sức mạnh của mối quan hệ kinh tế hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là Yoshimasa Hayashi nói, điều cần thiết là thảo luận về chính sách đối ngoại và chính sách kinh tế như một đơn vị hơn là thảo luận về chính sách đối ngoại và chính sách kinh tế riêng lẻ. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina M. Raimondo đồng ý và nói, an ninh kinh tế gắn liền với an ninh quốc gia hơn bao giờ hết. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Koichi Katsuda cho biết rằng là 2+2 này sẽ là la bàn để hướng đến sự hợp tác lâu dài và bền vững nhằm thể thực hiện hóa một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Giới chuyên gia cho đây là các bước tiến mới nhằm đáp lại với mối đe dọa kinh tế từ Trung Quốc áp đặt lên các quốc gia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vụ tấn công gây chết nhiều người. Chính quyền Nga và Ukraine hôm thứ Sáu đã đưa ra những cáo buộc liên quan đến một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào một nhà tù ở miền đông Ukraine do phe ly khai nắm giữ, mà Nga cho rằng đã dẫn đến cái chết của ít nhất là 40 tù nhân. Giới truyền thông ngoại quốc chưa thể xác minh ngay lập tức các cáo buộc, vì đây là vùng chiến sự, các phóng viên không thể nào vào được. Các đoạn video ngắn được phát sóng trên các mạng của Nga và các kênh truyền thông xã hội ở Donetsk cho thấy một tòa nhà và một số thi thể đã bị tàn phá, nhưng vị trí thì không thể được xác minh độc lập. Nhà tù Olenivka gần Donetsk từng là nơi giam giữ nhiều binh sĩ Ukraine, đã đầu hàng tại nhà máy Azovstal ở Mariupol vài tháng trước. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết chế độ Kiev đã cố tình thực hiện một vụ khiêu khích đẫm máu. Trung tâm giam giữ trước khi xét xử trong khu vực định cư Zelenovka, nơi chứa các tù nhân chiến tranh Ukraine, bao gồm cả các chiến binh của đội Azov, đã bị tấn công bằng hỏa tiễn từ hệ thống tên lửa phóng đa năng HIMARS của Mỹ. Phía Nga cho biết 40 tù nhân chiến tranh Ukraine đã thiệt mạng và 75 người thì bị thương.
Ngoài ra, 8 nhân viên của khu cách ly bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Sau đó, Bộ Tổng tham mưu và lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc pháo kích nhằm vào một cơ sở cải huấn ở khu định cư Olenivka, Donetsk, nơi các tù nhân Ukraine cũng đã bị giam giữ. Kính thưa quý vị, hai nghi can hãm hiếp gốc Việt ở Tây Ban Nha có thể bị án nặng. Liên quan đến vụ án hãm hiếp do hai thanh niên gốc Việt thực hiện ở Tây Ban Nha, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng, theo các chuyên gia luật từ Tây Ban Nha cho biết, chiếu theo đạo luật liên quan đến hãm hiếp đã thông qua từ năm 2021, mức án dành cho hai người gốc Việt này có thể lên tới 15 năm tù. Tùy theo các cáo trạng và vụ xâm phạm tình dục nặng nhẹ như thế nào, chính phủ ở Tây Ban Nha đã thông qua một đạo luật vào năm 2021 để định nghĩa tất cả quan hệ tình dục không đồng thuận là hiếp dâm, một phần của cuộc cải tổ lập pháp nhằm tăng cường các hình phạt đối với hành vi quấy rối tình dục và yêu cầu nhiều hệ thống hỗ trợ hơn cho nạn nhân. Luật được thông qua sau vụ 5 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ 18 tuổi tại lễ hội bò đuổi ở Pambola, gây ra sự phẫn nộ của công chúng và kêu gọi chính phủ cải cách luật về bạo lực tình dục, dựa trên mô hình để xem mọi hành vi quan hệ tình dục không đồng ý là hiếp dâm. Luật sẽ đưa Tây Ban Nha phù hợp với 11 quốc gia châu Âu khác, bao gồm Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Anh, sử dụng các định nghĩa pháp lý tương tự. Và theo luật mới, hiếp dâm băng nhóm sẽ được coi là một tình tiết nặng kèm theo án tù lên đến 15 năm để răn đe tội ác tương tự như những tội ác khác đã gây chấn động người Tây Ban Nha. Trong vụ án ở đảo nghỉ mát vào cuối tháng 6 vừa qua, một số tờ báo của Anh và Tây Ban Nha đã đưa tin một cô gái 17 tuổi người Anh tố cáo hai người đàn ông được giới thiệu là một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam cưỡng hiếp nạn nhân tại khách sạn trên đảo Majorca. Và ngay sau đó thì nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng được nhắc đến trong vụ án này. Hiện vẫn chưa có thêm chi tiết về diễn biến của vụ án này, trong khi Bộ Văn hóa Việt Nam vẫn còn chờ thông tin từ Tây Ban Nha. Nhưng nếu chiếu theo luật hiện hành của Tây Ban Nha, nếu bị xét có tội hãm hiếp, trong vụ này hai người đàn ông hãm hiếp một người phụ nữ, cả hai có thể lãnh án tù từ 1 cho đến 15 năm. Và tiếp theo phần tin thế giới. Công tố viên Tây Ban Nha đã đề nghị mức án 8 năm tù cho ca sĩ Shakira. Các công tố viên ở Tây Ban Nha cho biết, hôm nay họ sẽ yêu cầu tòa án kết án ngôi sao nhạc pop gốc người Colombia là ca sĩ danh tiếng Shakira 8 năm 2 tháng tù giam. Nếu bị kết án trong phiên tòa vì cáo buộc gian lận thuế, Shakira, tên đầy đủ là Shakira Isabel Mebarak Ripo, bị buộc tội không nộp cho chính phủ Tây Ban Nha 14,5 triệu euro hay là 14,5 triệu Mỹ kim tiền thuế từ năm 2012 cho đến năm 2014. Các công tố viên cho biết họ cũng sẽ yêu cầu phạt 24 triệu Mỹ kim. Bản cáo trạng nêu chi tiết 6 cáo buộc chống lại Shakira. Ca sĩ tuần này cũng đã từ chối thỏa thuận dàn xếp do các công tố viên đưa ra, thay vào đó thì chọn ra tòa. Ngày xử vẫn chưa được ấn định. Luật sư đại diện cho Shakira ở London cho biết, Shakira luôn hợp tác và tuân thủ luật pháp, thể hiện hành vi hoàn hảo với tư cách là một cá nhân và là một người đóng thuế. Luật sư biện hộ cáo buộc cơ quan thuế Tây Ban Nha đã vi phạm quyền của cô. Đầu tuần này, thưa quý vị, nhóm quan hệ công chúng Tây Ban Nha của Shakira cho biết nghệ sĩ đã gửi số tiền mà cô được cho là nợ, bao gồm 3 triệu euro tiền lời. Các công tố viên ở Barcelona đã cáo buộc người chiến thắng giải Grammy đã dành hơn một nửa thời gian mỗi năm, từ năm 2012 cho đến năm 2014 ở Tây Ban Nha, và lẽ ra thì đã phải nộp thuế ở nước này. Shakira gần đây đã kết thúc mối quan hệ kéo dài 11 năm với ngôi sao Gerard của FC Barcelona, người mà cô đã có 2 con. Gia đình từng sống ở Barcelona. Và cũng trong phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, tàu quân sự Trung Quốc sắp cập cảng Sri Lanka khiến Ấn Độ tức giận. Trung Quốc ngày hôm nay cho biết họ hy vọng các bên liên quan sẽ kiềm chế can thiệp vào các hoạt động hàng hải hợp pháp của họ, sau khi Ấn Độ bày tỏ lo ngại về việc tàu quân sự Trung Quốc dự trù sẽ cập cảng Sri Lanka, nước láng giềng phía nam của Ấn Độ. Ấn Độ lo ngại cảng Hambantota do Trung Quốc xây dựng và thuê sẽ được dùng làm căn cứ quân sự ở sân sau của Ấn Độ. Cảng trị giá 1.5 tỷ Mỹ kim, nằm gần tuyến đường vận chuyển chính từ châu Á cho đến châu Âu,
Và dữ liệu cho thấy tàu nghiên cứu và khảo sát viễn vọng số 5 của Trung Quốc đang trên đường đến Hambantota và sẽ dự trù đến nơi vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Vào lúc Sri Lanka đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ, Ấn Độ đã hỗ trợ cho Sri Lanka gần 4 tỷ Mỹ Kim chỉ trong năm nay. Và trong công cuộc họp báo hàng tuần vào cuối ngày hôm qua, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, chính phủ nước này đang theo dõi chuyến thăm dự tính của tàu Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng New Delhi sẽ bảo vệ lợi ích an ninh và kinh tế của mình. Ấn Độ đã phản đối bằng lời với chính phủ Sri Lanka về chuyến thăm của tàu này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh luôn thực hiện quyền tự do trên biển cả một cách hợp pháp, và mối quan hệ giữa Ấn Độ-Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ khi các cuộc đụng độ vũ trang ở biên giới 2 năm trước làm ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng và khiến hai bên tăng quân ồ ạt ở biên giới. Các nhà phân tích an ninh nước ngoài mô tả viễn vọng số 5 là một trong những tàu theo dõi không gian thế hệ mới nhất của Trung Quốc, dùng để giám sát các vụ phóng vệ tinh, hỏa tiễn đạn đạo liên tục địa. Và thông tin cuối trong phần tin thế giới, thương hiệu Dior bị cáo buộc ăn cắp kiểu váy của Trung Quốc. Hãng thời trang Dior đang phải đối mặt với cáo buộc chiếm đoạt văn hóa sau khi người dùng mạng xã hội Trung Quốc và những người biểu tình bên ngoài một trong những cửa hàng ở thủ đô Paris, Pháp cho rằng chiếc váy trị giá 3.800 Mỹ Kim được lấy cảm hứng từ một loại quần áo truyền thống hàng thế kỷ qua ở Trung Quốc. Chiếc váy xếp ly mới công bố của Dior đã khiến người ta so sánh với một trang phục lịch sử Trung Quốc được gọi là Mami Ankun hay là váy mặt ngựa. Mặc dù đã được nhà thời trang Pháp Dior mô tả chiếc váy này là hình bóng đặc trưng của Dior. Cuộc tranh cãi đã bắt đầu vào đầu tháng này với việc cư dân mạng Trung Quốc và các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Cộng cáo buộc Dior đã không thừa nhận nguồn cảm hứng văn hóa lấy từ Trung Quốc. Một bài xã luận gần đây trên cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Nhân dân Nhật Báo đã viết rằng Dior đã trơ trẽn xuyên tạc chiếc váy là một sáng tạo của họ và sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc là điều hiểu được. Sự phẫn nộ sau đó đã tràn ra đường phố Paris vào thứ Bảy tuần trước khi một nhóm nhỏ người biểu tình tụ tập bên ngoài một trong những cửa hàng của thương hiệu trên đại lộ Champs-Élysées. Các hình ảnh video được chia sẻ trực tuyến cho thấy, những người biểu tình đã cầm lấy những tấm biển viết bằng tiếng Pháp và tiếng Anh với các thông điệp bao gồm Dior ngừng chiếm đoạt văn hóa và đây là trang phục truyền thống của Trung Quốc. Theo Global Times, cuộc biểu tình đã được tổ chức bởi các sinh viên Trung Quốc có trụ sở tại Paris với sự tham gia của những người biểu tình từ các thành phố khác của Pháp cũng như là một số người từ Tây Ban Nha và Ý. Một số người tham gia mặc một dạng quần áo lịch sử của Trung Quốc được gọi là Hanfu. Tuy nhiên thì một số người phản đối cũng đến hiện trường và cầm lấy các tấm biển đề cập đến việc Trung Quốc đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Váy mặt ngựa có từ thời nhà Tống, cách đây hơn 1.000 năm, mặc dù chúng đã được phổ biến cho phụ nữ trong các triều đại nhà Minh và nhà Thanh sau đó. Thiết kế có các nếp gấp hai bên và các lỗ hở ở cả phía trước và phía sau đã làm cho quần áo rất phù hợp để cưỡi ngựa. Váy thường được mặc bởi các thành viên của nền văn hóa Hán phục đang phát triển của Trung Quốc cùng với các trang phục khác giống như là trang phục truyền thống của người Hán mà đa số là mặc trước triều đại nhà Thanh. Kính thưa quý vị vừa theo dõi phần tin thế giới. Một lần nữa mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Lê Thái và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp chiều cùng Thanh Tâm và Lê Thái.
Và bây giờ chúng tôi xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Ít nhất 15 người đã chết sau trận lũ lụt thảm khốc ở Kentucky. Nhiều nữ tù nhân đã bị cưỡng hiếp trong nhà tù Indiana. Một người mẹ ở Connecticut giết 3 đứa con trước khi tự tử. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng Thanh Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Ít nhất là 15 người đã chết sau trận lũ lụt thảm khốc ở Kentucky. Thống đốc Andy Beshear cho biết hôm nay, con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi và bao gồm cả trẻ em khi lực lượng cứu nạn cố gắng đến trong các khu vực khó vào. Thống đốc nói và nói thêm rằng, mặc dù miền đông Kentucky thường xuyên lũ lụt, nhưng chưa khi nào thấy nước lũ nhiều như vậy. Hôm nay, lực lượng cứu nạn đang tiếp tục làm việc ngày đêm để vào trong các khu vực bị cuốn trôi bởi lũ hoặc là chìm dưới nước sau trận mưa lớn từ đêm thứ Tư cho đến đêm thứ Năm. Thống đốc Beshear cho biết, hiện nay thì toàn bộ các con đường đã bị cuốn trôi, vì thế vẫn không thể tiếp cận được nhiều người. Dòng chảy rất mạnh. Việc cứu nạn dưới nước là không an toàn cho toán cứu nạn. Khi mưa lớn rơi xuống, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, ngôi nhà của gia đình của nhiều người đã bị cuốn trôi. Nước lũ dâng cao đã cuốn trôi các cây cầu, làm mất điện và khiến một số cư dân chạy lên các mái nhà của họ khi nước tràn vào nhà. Nhà cửa và xe hơi của một số gia đình đã bị ngập hoặc là bị cuốn trôi hoàn toàn do lũ lụt. Tai nạn rơi xuống vào nửa đêm vì mưa rơi từ thứ Tư sang thứ Năm, khiến nhiều người không xoay sở được. Nhiều khu nhà đã tồn tại từ 50 cho đến thậm chí là 75 năm mà nước chưa bao giờ ngập, nhưng nay thì đã bị ngập lụt. Tuy nhiên, thảm trạng chưa kết thúc vì mưa sẽ rơi xuống nhiều hơn vào ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, miền đông tiểu bang Kentucky có nguy cơ lũ quét từ nhẹ cho đến trung bình vào tối thứ Sáu và có thể sẽ có thêm từ 1 cho đến 3 inch nước mưa vào hôm nay. Tại khu vực Jackson, hạ nguồn từ các khu vực lũ lụt bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và một thông tin chấn động trong ngày hôm nay thưa quý vị, nhiều nữ tù nhân nữ bị cưỡng hiếp trong nhà tù ở Indiana. Các nữ tù nhân tại một nhà tù ở Indiana đã cáo buộc trong một vụ kiện rằng họ đã bị hãm hiếp và hành hung bởi các nam tù nhân sau khi những người này đã hối lộ một người bảo vệ để giao chìa khóa cho phòng giam của họ. 8 người phụ nữ đã đệ đơn khiếu nại về quyền công dân liên bang chống lại ông Lowy, trong khi một đơn kiện khác được đệ trình thay mặt cho 20 người phụ nữ khác. Cáo buộc trong đơn kiện cho rằng cai tù đã bán chìa khóa phòng giam của những nữ tù nhân cho các tù nhân nam với giá là 1.000 Mỹ Kim mỗi người. Người cai tù bị buộc tội bán chìa khóa để các tù nhân nam hãm hiếp phụ nữ hiện đối mặt với các loạt cáo buộc hình sự liên quan đến việc buôn bán tù nhân, hỗ trợ việc bỏ trốn và hành vi sai trái. Nghi can dự trù sẽ phải hầu tòa vào ngày 1 tháng 11 sắp tới. Các tài liệu của tòa án nói rằng ông Lowy, người làm nhiệm vụ vào ngày 23 tháng 10, đã cho các tù nhân nam vào khu nhà ở của các tù nhân nữ, phòng giam mang số hiệu là Y và F, và nơi họ cưỡng hiếp, hành hung, quấy rối, đe dọa và uy hiếp các nữ tù nhân. Các nam tù nhân sau khi vào được bên trong phòng giam của nữ tù nhân, họ đã không ra ngoài cho đến sáng ngày hôm sau, thưa quý vị. Và trong đó có một số người phụ nữ khai rằng họ bị quấy rối và ít nhất là 2 phụ nữ nói rằng họ bị cưỡng hiếp. Theo các vụ kiện, không có viên chức nhà tù nào đến hỗ trợ những người phụ nữ này trong cuộc tấn công kéo dài hàng giờ đồng hồ và một số bị thương nặng đến đường sinh dục. Những người đàn ông được cho là trùm khăn kín đầu để thoát khỏi sự nhận dạng của camera giám sát và đe dọa sẽ làm hại những người phụ nữ nếu họ kêu cứu. Cùng với ông Lowy, vụ kiện cũng nêu tên cảnh sát trưởng là Jamie Noel và các cáo buộc ông này đã không quản trị nhà tù đúng cách, không huấn luyện và đào tạo các cai tù đúng cách. Và tiếp theo là một thông tin chấn động khác. Một người mẹ ở Connecticut đã giết 3 đứa con trước khi tự tử. Cảnh sát cho biết vào hôm thứ Năm, cảnh sát cho biết người mẹ Connecticut đã chết tại nhà cùng với 3 đứa con của mình sau khi bà đã bóp cổ các đứa trẻ trước khi tự kết liễu đời mình. Sonia Loha, 36 tuổi, được cảnh sát Danbury xác định là người phụ nữ được tìm thấy đã chết vì treo cổ trong nhà kho ở phía sau một ngôi nhà trên đường vào chiều thứ Tư.
Ba đứa con của bà Loha được xác định là Junior Benhon, 12 tuổi, Jocelyn Benhon, 10 tuổi và Sonal Benhon, 5 tuổi, cũng được tìm thấy đã chết trong căn nhà. Bà Loha và ba đứa con đang sống chung với người chồng là ông Pero Benhon và anh trai của chồng. Người chồng đi làm về và khám phá ra vụ án mạng. Ông là người đã gọi 911 báo cảnh sát. Người chồng và người anh khai họ đã phải rời khỏi nhà vào khoảng 6 giờ sáng thứ tư để bắt đầu công việc làm vườn và không hề thấy có điều gì lạ. Hàng xóm cho biết, vào ngày án mạng, người mẹ đã không cho mấy đứa nhỏ ra ngoài sân chơi. Người chồng khai với cảnh sát, ông gọi về nhà nhưng không thấy vợ trả lời nên gọi cảnh sát vì nghi có điều gì đó không lành. Ông về nhà trước khi cảnh sát đến và đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng cả nhà đã chết. Những người hàng xóm cho biết họ bị chấn động bởi vụ giết trẻ em này. Họ nói rằng gia đình yên tĩnh đã sống ở đó trong 4 hoặc là 5 năm. Giám mục Dõm và ba con trai bị buộc tội chữa bệnh COVID-19 giả. Một người đàn ông tự xưng mình là giám mục ở Florida và ba con trai của ông đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận liên bang vì cáo buộc quảng bá một loại thuốc chữa bệnh giả mạo COVID-19 có tên là Miracle Mineral Solution từ nhà thờ phi tôn giáo của họ. Ông Mark Grennan, 64 tuổi, mới đây đã bị dẫn độ từ Colombia và các con trai của ông có tên là Jordan, 28 tuổi, Joseph, 34 tuổi và Jonathan, 36 tuổi, hiện đang ngồi sau song sắt sau khi không nhận tội là pha chế nguy hiểm và không giấy phép, thưa quý vị. Các công tố viên cho biết trong một tuyên bố và nghi can là Grenos đã bán hàng chục ngàn chai thuốc trị COVID-19 giỏm, gọi tắt là MMS, trên toàn quốc, bao gồm cả cho người tiêu dùng khắp miền Nam của Florida. Có người tin thuốc của ông chữa được COVID-19 và đã mua về nhưng không thuyên giảm. Theo cáo trạng, thì nhóm cả con giám mục Dõm này đã bán sản phẩm nguy hiểm dưới chiêu bài của tổ chức gọi là Giáo hội Sức khỏe và Chữa bệnh Genesis của Đệ Nhị và một thực thể được lập ra theo tôn giáo để tránh các quy định của chính phủ, cũng như tránh không bị truy tố. Cáo trạng cho biết thêm, Giáo hội giả mạo Genesis hoạt động phía ngoài của thành phố Bradenton ở Florida, thưa quý vị, và đã tự quảng cáo là một tổ chức thế tục dành riêng cho việc phục hồi sức khỏe cho thế giới và phục vụ nhân loại. Nhưng công việc kinh doanh của gia đình cuối cùng đã bị công tố viên liên bang truy tố và cấm nhóm người gian này tiếp tục quảng cáo và bán thuốc trị COVID-19 của họ. Theo các công tố viên, thuốc thánh của bị can chứa natri chloride và nước, một hỗn hợp biến thành chlordioxide khi uống vào người, hoạt động như một chất tẩy trắng công nghiệp và gây nguy hại cho cơ thể con người. Ngoài việc quảng cáo thuốc tiên trị COVID, thưa quý vị, thuốc MMS còn trị nhiều bệnh tật khác. Ngày hôm nay, vị giám mục Dõm cùng các con trai của ông ta đã bị buộc các tội danh âm mưu lừa gạt chính phủ và tội phạm khinh thường. Tên giám mục Dõm đã trốn khỏi nước Mỹ vài năm trước đây và bị truy lùng ra đang sống ở miền Nam của nước Mỹ. Vào quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ, sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của đài Little Sài Gòn TV. Nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới có nguy cơ thiếu hụt lương thực trầm trọng nếu các tàu hàng ngũ cốc của Ukraine không đến kho trữ trong mùa hè này để chuẩn bị cho mùa đông. Đó là điểm tập trung hiện nay của Ukraine lẫn châu Âu hiện nay. Hoàng Trọng Thụy tổng hợp nguồn tin gửi đến quý khán thính giả bản tường trình đặc biệt sau đây. Nếu không có sự cản trở của Nga trong những ngày tới, các tàu của Ukraine chở ngũ cốc sẽ đến tay người tiêu thụ tại các quốc gia đang cần nhất ở vùng Trung Đông và các quốc gia không có nền nông nghiệp mạnh như châu Phi. Hôm nay, đích thân Tổng thống Ukraine ông Zelensky đã có mặt tại một trong các hải cảng của Ukraine để bảo đảm các chuyến tàu hàng ra khơi an toàn. Ông cho biết, đất nước của ông đã sẵn sàng bắt đầu các chuyến hàng ngũ cốc từ các cảng Biển Đen và đang chờ tín hiệu từ Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu các chuyến hàng này. Tổng thống Zelensky đã đến thăm cảng Chernomorsk ở Biển Đen, nơi bị Nga phong tỏa, nhằm giám sát việc chuẩn bị cho các chuyến hàng theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian và được ký kết tại Thổ Nhĩ Kỳ với sự hiện diện của Nga vào tuần trước. Vào thời điểm này, các vị đại sứ trong khối G7 cùng các viên chức Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc tham dự cuộc họp báo tại hải cảng Odessa, sau khi giám sát việc chuẩn bị của các tàu tại hai cảng Biển Đen của Ukraine, mà họ hy vọng có thể khởi động lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc đã bị ngăn chặn từ đầu.
mà Linda Simmons, đại sứ Anh tại Ukraine, cảm ơn Ukraine vì những nỗ lực để thỏa thuận này thành hiện thực và kêu gọi Nga tuân thủ các thỏa thuận. Bà nói, Anh Quốc đang vận động hành lang hết mình và hài lòng vì đã đạt được thỏa thuận này. Cùng với những quốc gia khác, chúng tôi hướng đến Nga để đóng vai trò của họ trong việc bảo đảm rằng thỏa thuận này diễn ra một cách tốt đẹp và êm thắm. Larissa Galazza, đại sứ Canada tại Ukraine cho biết, các tàu đã được chất hàng và sẵn sàng lên đường. Kubrakov, bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine nói rằng, Ukraine đã làm mọi thứ theo yêu cầu từ phía các quốc gia để bắt đầu các chuyến hàng. Trước đó, vài ngày quân đội Ukraine cho biết, hỏa tiễn của Nga đã tấn công cảng Odessa ở phía nam của Ukraine, đe dọa thỏa thuận được ký kết chỉ một ngày trước đó, nhằm ngăn chặn xuất cảng ngũ cốc từ các hải cảng ở Biển Đen, trong nỗ lực của quốc tế để giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu do chiến tranh gây ra. Thỏa thuận này là bước đột phá ngoại giao đầu tiên trong cuộc xung đột, và giá lúa mì được chào bán ở châu Âu đã giảm trong tuần này do kỳ vọng nguồn cung sẽ cao hơn. Mặc dù vậy, mọi người vẫn còn quan tâm đến hành động bất ngờ của Nga. Đồng thời, các vụ giao tranh ác liệt hiện nay ở vùng Donbass phía đông của Ukraine khiến các nỗ lực chuyển hàng trở nên vô cùng rủi ro. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine nói với các phóng viên rằng ông hy vọng những con tàu đầu tiên có thể rời cảng ngày hôm nay. Trong khi Bridget Brink, đại sứ Mỹ tại Ukraine cho biết, hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối ngày thứ Sáu để mở đường cho chuyến hàng đầu tiên. Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffin cho biết, cơ quan thế giới hy vọng các nước nghèo sẽ được ưu tiên, chẳng hạn như Somalia, nơi gần 1/4 triệu người đang đối mặt với tình trạng đói. Trong khi sự tắc nghẽn của ngũ cốc ở Ukraine, một trong những nhà xuất cảng lớn nhất thế giới, đã làm tăng giá lương thực trên toàn cầu. Tình trạng thiếu khí đốt của Nga cũng làm tăng giá năng lượng ở châu Âu và gây ra lo ngại về tình trạng thiếu hụt vào mùa đông tới. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Và phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trong chiều ngày hôm nay. Nhưng kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Little Sài Gòn TV để theo dõi chương trình thời sự trong tuần qua phần trình bày của Lê Thái. Lê Thái và Thanh Tâm kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật là vui cùng với gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trong tuần của đài Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay, ngày thứ Sáu. Kính thưa quý vị, trong phần thời sự trong tuần ngày hôm nay, Lê Thái xin gửi đến quý vị một bài viết có tựa đề Loa phường chứng minh cả hệ thống chẳng cần vì ai, thiên hạ luận. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, sau một thoáng ngạc nhiên, cảm xúc của công chúng chuyển sang thất vọng và bất bình. Tuần này không chỉ cư dân thành phố Hà Nội mà cả triệu nhiều người Việt khác cũng chưng hửng khi chính quyền thành phố Hà Nội loan báo sẽ tái lập hệ thống loa truyền thanh đến tận tổ dân phố, thôn nhằm nâng hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Việc tái lập hệ thống loa truyền thanh đến tận tổ dân phố, thôn mà dân chúng vẫn ví von là loa phường, nằm trong kế hoạch gọi là Chiến lược Phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong chiến lược ấy còn có việc thiết lập mạng lưới tin điện tử cấp phường, xã, mạng lưới bản tin điện tử công cộng. Sau một thoáng ngạc nhiên, cảm xúc của công chúng chuyển sang thất vọng và bất bình. Có thể vì cùng tâm trạng nên những người chăm sóc diễn đàn điện tử của các cơ quan truyền thông chính thức không xóa bình luận nào về sự kiện vừa kể. Ví dụ, trong 44 bình luận về ý tưởng tái lập hệ thống loa phường của chính quyền Hà Nội trên tờ Tuổi Trẻ, chỉ có 2 độc giả tán thành, số còn lại cùng cho rằng đó là một giải pháp lạc hậu,
là nỗ lực gieo rắc ô nhiễm tiếng ồn là một trong những nỗi đau ám ảnh họ cả cuộc đời. Trên mạng xã hội, Đào Tuấn nhắc lại chuyện cuối thập niên 2010, sau khi tổ chức thăm dò dư luận trên cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội về loa phường và nhận lại được kết quả là 89.67% không tán thành. Chủ tịch thành phố Hà Nội lúc đó đã quyết định xóa bỏ hệ thống loa phường, rồi so với kế hoạch tái lập hệ thống loa phường mới được công bố và ngậm ngùi tỏ bày. Chẳng có hình thức tra tấn nào dã man hơn loa phường, thế mà chúng mình lại phải nộp thuế để trả tiền cho việc bị tra tấn. Với suy nghĩ theo hướng đó, Mai Quốc Việt nhận định, tuyên bố tái lập hệ thống loa phường là một kiểu dọa dân và lâu lâu tụi nó dọa một phát kiểu này kể ra cũng kinh. Giống như nhiều người khác, Đoàn Bảo Châu nêu ra hàng loạt lý do phản đối loa phường. Tái lập hệ thống thông tin như cách này vài chục năm để làm gì khi mỗi điện thoại di động đã như radio, TV, máy tính. Nhu cầu và sinh hoạt của mỗi người mỗi khác không thể cưỡng bức mọi người theo cùng một kiểu. Đáng lưu ý là Đoàn Bảo Châu nhấn mạnh về đề nghị mà gần như ai cũng muốn đề đạt. Vị nào đưa ra sáng kiến này nên ra mặt để nhân dân thủ đô trân trọng cảm ơn. Do chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 cho đến năm 2025 trên địa bàn của Hà Nội đã được công bố ngay sau khi ông Trần Sĩ Thanh trở thành Chủ tịch Hà Nội. Nhiều người tin rằng đó là món quà mà ông mang ra chào sân. Cũng vì vậy, có người như là Lê Đức Dục làm ngay một bài thơ. Anh về không lẽ im re, phải có chi đó để nghe ồn ào. Tiền nhiệm nó làm như lào, thì nay ngược lại thế nào cũng hay. Loa phường bỏ 5 năm nay, thì trừ khôi phục có ngay ồn ào. Ồn ào thì cũng chẳng sao, người ta bàn tán với nhau ối giời. Rứa là anh thành công rồi, cõi phay rầm rộ hướng nơi loa phường. Quên tất tật tật đoạn trường, đu trên anh tạo loa phường mùng năm. Từ kinh nghiệm cá nhân, Nguyễn Ngọc Huy nghĩ khác nhiều người. Thật ra hệ thống loa phát thanh tại những nơi có thể đối diện với những rủi ro về thiên tai, biến cố môi trường, dịch bệnh v.v. là cần thiết. Ông Huy nêu thảm họa kép hồi tháng 3 năm 2011 ở khu vực Đông Bắc của nước Nhật. Động đất rồi sóng thần như một ví dụ minh họa. Do động đất làm Internet, mạng điện thoại di động tê liệt, hệ thống loa phát thanh tại Nhật đã góp phần cứu hàng trăm ngàn người, thúc giục họ di tản 30 phút trước khi sóng thần cao hàng chục mét tràn vào bờ. Song, giống như nhiều người, ông Huy khẳng định, hệ thống loa phát thanh phải được dùng đúng mục đích chứ không nên lạm dụng. Theo ông Huy, được nghe âm thanh giống như một loại quà tặng nhưng phải nghe thứ âm thanh và thông điệp không muốn nghe thì đó là sự tra tấn. Dường như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương cho đến địa phương đã rút ra được nhiều kinh nghiệm sâu sắc từ việc công bố các dự án, kế hoạch, công trình bị dân chúng phản đối kịch liệt vì đã vô bổ còn tốn kém. Cuối cùng, không ít dự án, kế hoạch, công trình phải tạm ngưng triển khai hay đình chỉ vĩnh viễn gần đây. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương cho đến địa phương chỉ công bố các dự án, kế hoạch, công trình nhưng giấu tiệt chi tiết. Ví dụ như Tượng đài Cảnh sát Nhân dân, Chiến lược Phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Hà Nội và là một ví dụ khác, thưa quý vị. Và không ai biết dân chúng phải trả bao nhiêu cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền, phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở để gia tăng hiệu quả tuyên truyền. Chỉ có thể đoán chắc, và với những mục tiêu kiểu đó, chi phí đầu tư và duy trì chiến lược sẽ lên tới hàng ngàn tỷ. Chẳng lẽ Hà Nội không còn mục tiêu nào phải đạt trong phục vụ nhân sinh, thưa quý vị? Và chẳng lẽ có thể dùng tiền như rác và xem dân ý như một loại rác khác nên chỉ cần quan trên thích, cả hệ thống sẽ cùng nhích. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thời sự trong tuần ngày thứ 6 ngày hôm nay của Đài Radio Sài Gòn TV. Một lần nữa thì Lê Thái rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Lê Thái xin hẹn gặp lại quý vị trong phần thời sự trong tuần sau. Xin chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật bình an, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.